Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Và hôm nay thì Nhật Em và anh Diệu đang có mặt tại showroom của Mắt Home ở miền Nam ha, 162-164 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và quả thật là ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ khác với những video bình thường, đó là giới thiệu những cái ngôi nhà đang thi công hoàn thiện. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề khác đúng không Diệu? Và chủ đề này thì cũng sẽ liên quan đến những công trình mà chúng ta đã thiết kế thi công xây dựng thôi. Trước đây thì anh Nhiều và Nhật An cũng có đăng tải một video trên kênh YouTube về chủ đề là tranh luận xem là mẫu nhà mái Nhật hay là mái Thái sẽ chiếm ưu điểm nhiều hơn. Thì đến ngày hôm nay anh An cũng thích mái Thái nữa không? Thật sự thì hai cái mái thì cái nào cũng đẹp hết trơn á, thì cũng quá là khó chọn đi. Mà bữa đó hình như nhớ là mình xong mình vẫn chưa mình chưa chốt được đúng không Diệu? Mà nếu mà hai anh em mình đã không chốt được thì có lẽ là phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người khác đúng không? Vậy thì ngày hôm nay chủ đề đặt ra đó chính là nếu như mà chúng ta có khoảng từ 1,5 cho đến 2 tỷ trong tay thì sẽ chọn nhà mái Nhật hay là mái Thái. Và để mà tìm ra được đáp án thì anh Nhật và Nhật An sẽ đi một vòng công ty đến từng phòng ban và phỏng vấn xem mọi người trả lời như thế nào nhé. Hiện tại em và Diệu đang ở tầng 1 và như quý vị có thể thấy là đây sẽ là khu vực showroom chúng tôi trưng bày là các trang thiết bị vệ sinh ha, cũng như là đây ở đây sẽ có là một cái không gian để mà sẽ tiếp khách. Và ngày nào thì chắc chắn là khi các vị khách đến thì cũng sẽ ngồi đây và sẽ trao đổi về việc mà thiết kế cũng như là thi công với nhân viên của Mắt Home là tại khu vực này nhé. Còn vị trí bên đây thì sẽ là nơi Lễ Tân ngồi nè, cũng như là khi mà những vị khách hàng đến đây thì sẽ gặp chị Lễ Tân xinh đẹp này đầu tiên. Và ở đây thì đây chính là bạn Chi, là bên phòng kinh doanh của Mắt Home. Và Chi ơi, hôm nay là An và anh và Diệu đang có một cái gọi là tranh luận với nhau, lựa chọn giữa mái Nhật và mái Thái á. Ví dụ đi ha, em nếu mà hiện tại em đã sau thời gian cày cuốc bây giờ mình trong tài khoản mình là 1,5 cho đến 2 tỷ rồi, vậy thì em sẽ quyết định lựa chọn là mái Nhật hay mái Thái nè? Đối với em thì em xây nhà thì em sẽ thi theo sở thích của em. Và sở thích của em thì đó là mái Thái. Không phải ngẫu nhiên mà em chọn mái Thái, bởi vì em thích cái sự sắc sảo của hệ mái Thái. Nó tạo lên một cái sự sang trọng gì đó cho cái ngôi nhà của em. Wow, tức là em thích sắc sảo đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Tiền không là vấn đề đối với em đúng không? Thì do là em anh An đưa ra là khoảng 1,5 đến 2 tỷ thì cái con số đó nó vừa dự trừ đủ, vừa đủ để mà cho em xây một ngôi nhà cấp 4 mái Thái. Thì em thấy như vậy thì với cái mức đầu tư chi phí như vậy thì nó khá là cân đối để mình có được một cái ngôi nhà mà mình ao ước á anh. Wow, đúng là phòng kinh doanh của khác Diệu ha. Thiệt luôn, tư vấn khách vậy mà khách không chốt nữa thôi luôn. Vậy là một phiếu đầu tiên sẽ là mái Thái. Vậy bây giờ có lẽ chúng ta sẽ tiến những tầng trên để xem là mái Nhật hay mái Thái ngày hôm nay sẽ thắng áp đảo nhé. Vậy là với lượt bình chọn đầu tiên thì mái Thái đã giành chiến thắng rồi. Không biết là những cái lần bình chọn tiếp theo thì sẽ như thế nào. Bây giờ nóng lòng quá, chúng ta sẽ cùng nhanh chân tiến lên các tầng trên nhé. Hello chị Đào. Em chào chị. Chào em. Chị ơi, nhân hôm nay là bên em có quay một cái video nho nhỏ, bây giờ chị giới thiệu chị cho quý khán giả cùng biết nha. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Lê Anh Đào. Đấy, mình là nhân viên kinh doanh của phòng kinh doanh của Mắt Home. Mà hiện tại là mình mới tư vấn khách hàng xong hả chị hay sao? Đúng rồi em. Khách hàng lên đây tư vấn thiết kế và xem các sản phẩm nội thất bên mình. Chị vừa mới tiếp khách xong. Gặp đúng lúc. Yeah. Bên mình. Và bây giờ thì em có một câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho chị đây. Ví dụ nha, trong tài khoản của chị có từ 1,5 cho đến 2 tỷ thì chị sẽ chọn là xây nhà mái Nhật hay là mái Thái? Chị sẽ, nếu như về mẫu chị thích thì chị sẽ thích về mái Thái. Nhưng mà chị được biết là mái Thái thì cái chi phí nó hơi bị cao hơn so với mái Nhật. Nên là chị, nếu như mà về cái đủ tầm kinh phí thì chắc mình sẽ nương theo cái chi phí đầu tư của mình. Nhưng mà thật thích thì sẽ là thích nhất mẫu mái Thái. Nhưng mà ví dụ 1,5 đến 2 tỷ thì em nghĩ là mình cũng có thể xây một nhà mái Thái đúng không chị? Đúng rồi, nếu như cái chi phí đó với cái diện tích mình tương đối, mình có thể là cân đo cái diện tích để mình phù hợp với cái nhu cầu của gia đình nhà mình hơn thì sẽ đảm bảo được. Thì cái này giống như là em đang là khách hàng chị đang tư vấn vậy đó mọi người. Đúng rồi, vậy thì em nghĩ là cuối cùng mình chọn sở thích đúng không? Cái nhà thì là nơi mà mình sẽ ở thời gian rất là dài, đâu thể nào mình chọn cái mà mình không yêu thích được. Vậy là chốt lại là chị sẽ lựa chọn mái Thái.
mái Thái. Vẫn là mái Thái. Mới hai phiếu đầu tiên là mái Thái đang áp đảo rồi nha quý vị ơi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến lên tầng 4 ha, đó là nơi làm việc của nhân viên của Mắt Hôm, rất là đông luôn. Vậy thì tỷ số có sự đảo ngược hay không? Bây giờ chúng ta hãy tiến ngay tầng 4 nhé. Và hiện tại thì em và Diệu đang có mặt tại tầng 4 của tòa nhà của Mắt Hôm ở miền Nam. Và ở tầng 4 này thì đây sẽ là nơi làm việc của các kiến trúc sư cũng như là các phòng ban. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt cóc một số kiến trúc sư nhé. Để chúng ta sẽ hỏi xem là thật sự là làm ở Mắt Hôm là lâu rồi đó, nhưng mà thật sự là cái gu của mọi người về ngôi nhà này như thế nào. Bây giờ hãy cùng theo chân em và Diệu nhé. Và hiện tại thì An đang có mặt tại khu vực rất là quyền lực của Mắt Hôm luôn quý vị. Đó chính là khu vực của phòng kế toán ha. Và bên cạnh An đây chính là chị Dương, là kế toán. Chào chị và chị ơi. Bây giờ em sẽ giả thuyết ha, nếu mà mình đang sở hữu tầm khoảng 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ trong tay. Vậy thì giữa nhà máy Nhật với máy Thái thì chị sẽ chọn mỗi nhà nào? Anh ơi, hay em đổi nội dung câu hỏi giống như là từ 9 đến 10 tỷ đi. Bởi vì hiện tại chị cũng đang có một số tiền là 2 tỷ mà chị vẫn chưa có dự định làm gì cả. Oh wow. Em nghĩ là 9-10 tỷ là mình phải dự định là mình xây lâu đài hay gì á chị ơi. Chứ còn không. Ở đây là nhà bình thường thôi ha, cho nên mình là nhà máy Thái máy Nhật thôi. bởi vì chị đang có một lý tưởng thế này. Chị muốn xây một quán cà phê với là hình thức là một túp lều tranh hai trái tim vàng á. Xu hướng của giới trẻ là bữa nay sẽ vào túp lều đó và được thưởng thức trà sữa các kiểu, và lúc đó tự nhiên các bạn sẽ mơ mộng về một túp lều tranh hai trái tim vàng. Rồi là chị muốn không phải xây nhà mà gu của chị Dương là mở kinh doanh quán cà phê. Rồi bây giờ được luôn, cho luôn quán cà phê luôn. Nhưng mà cái quán đó thì chị sẽ xem máy Nhật hay máy Thái nè. Chị nghĩ là chị sẽ máy Nhật đi. Máy Nhật, có cái lý do nào không chị? Máy Nhật là nó vừa hợp túi tiền mà vừa cũng giảm kinh phí á, cho nên là chị nghĩ là chị sẽ đầu tư, không quá đầu tư lớn về cái hình thức quá nhiều. Và vào đó thì chị sẽ tập trung vào bối cảnh xung quanh nữa. Và nhưng mà ý tưởng của chị là em nhớ không được tiết lộ với người ngoài, bởi vì là sợ sau này chị thành có số tiền đó chị làm á. Đúng. Thì chị làm sao họ thành ra là chị là trở thành hàng nhái của họ. Đúng rồi, em sẽ giữ kín bí mật cho chị ha, chị yên tâm đi. Okay. Ồ, vậy là máy Nhật, mà câu trả lời phải nói là rất rất chuẩn kế toán luôn quý vị. Tính toán về chi ly, về giá tiền ha, thì máy Nhật sẽ lợi hơn. Rồi, máy Nhật một phiếu nhé. Xin chào mọi người, và đây là bạn Trực, là em Út Nam của văn phòng Mắt Hôm miền Nam. Ngày hôm nay thì chị có một thử thách. Cái này cũng không hẳn là thử thách đâu, nhưng mà nếu như mà trong tài khoản của em có khoảng từ 1,5 tỷ cho đến 2 tỷ thì em sẽ chọn máy Nhật hay máy Thái để xây. Thưa em thì nếu như mà em đứng trên một cương vị của một khách hàng á, thì em sẽ lựa chọn cái ngôi nhà của mình á, dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là phải là đẹp, và thứ hai là phải hiện đại, và thứ ba là phải phù hợp với cái tầm tài chính của mình là khoảng từ 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ đó. Và ngoài ra thì ngôi nhà của mình là phải phù hợp với cái điều kiện khí hậu của mình tại Việt Nam, cũng giống như là mùa nóng thì nó sẽ, mùa hè thì nó sẽ chống nắng cho mình, và mùa đông thì nó sẽ ấm áp cho mình hơn. Vậy thì giờ tóm lại giùm chị là chọn máy Nhật hay máy Thái nè. Và em nghĩ là cái máy Nhật á, là nó sẽ phù hợp với cái hơn với cái điều kiện thời tiết ở Việt Nam. Và bật mí với mọi người nữa là Trực đến từ phòng dự toán nha, thì cũng liên quan chút xíu đến vấn đề tiền bạc, chi phí xây dựng đó, cho nên là tính toán rất là cẩn thận luôn nha. Alo. Giới thiệu với mọi người thì đây là bạn Minh Anh, là kế toán trẻ trung nhất trong phòng kế toán của Mắt Hôm. Và Minh Anh ơi, hiện tại thì anh đang làm một khảo sát đó Minh Anh, đó chính là nếu mà tưởng tượng là số dư tài khoản của mình đó, tầm 1,5 tỷ 2 tỷ ha, thì nếu mà lựa chọn giữa nhà máy Nhật máy Thái thì em sẽ lựa chọn cái mẫu nhà nào? Anh ơi, cái thật ra em cũng không biết nhà máy Nhật máy Thái trong như nhậu anh. Ủa, alo em, alo, mình là kế toán công ty xây dựng đó em.
Không, nhưng mà không sao, biết sao không, tại kế toán là giỏi, đòi tiền được rồi đúng không em? Đâu cần giỏi về phần việc máy. Ok, vậy bây giờ để công bằng ha, thì giờ An sẽ cho Minh Anh xem qua một số mẫu nhà. Thì ví dụ đây nè, là cái nhà máy Thái này em thấy không? Nó sẽ lởm hồm trong xíu vậy nè. Còn máy Nhật thì nó sẽ úp xuống như thế này. Vậy thì bây giờ nếu mà em xem những cái mẫu như thế này thì nếu mà gu của em đi thì em sẽ thích máy Nhật hay máy Thái hơn? Gu của em hả? Em cảm giác là máy Nhật nhìn có vẻ nó đẹp hơn ha. Cảm giác Nhật nó gọn gàng hơn á. Đấy là theo cái cảm nhận của em thì em sẽ thích máy Nhật hơn. Wow, vậy là lại là một phiếu cho máy Nhật. Ok, vậy thì chúc em trong tương lai khi mà mình gọi là tích đủ lúa ha thì mình sẽ một căn máy Nhật ha em ha. Lúc đó là liên hệ mắt hôm nha. Dạ. Tùy vào cái nhu cầu, nếu mà để mình ở và nghỉ dưỡng thì mình nghĩ là mình sẽ chọn máy Nhật. Vì nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu mà ở những khu vực mà nếu mà mình chọn mình xa nhà ở mấy khu vực miền Nam thì mình sẽ chọn máy Thái. Thì ở đây nắng nhiều quá nên mình nghĩ máy Thái sẽ hợp hơn. Và bây giờ là đáp án cuối cùng, máy Nhật hay là máy Thái? Gu của mình tất nhiên là máy Nhật. Rồi, vậy là thêm một người chọn máy Nhật nữa nha mọi người. Cảm ơn Hùng. Và thầy ơi, bây giờ nếu mà mình xét giữa góc độ là thẩm mỹ hoặc là kể cả là phong thủy luôn đi, thì nếu như mình phải lựa chọn giữa nhà máy Nhật hay máy Thái thì không biết là thầy sẽ lựa chọn nhà nào? Nếu như mà xét về cái góc độ phong thủy á, Later. Còn mọi người là lại có mỗi một người là có một cái sở thích riêng. Thì riêng thầy thì là thầy cũng thích chọn cái nhà máy Thái. Em là em rất là thích máy Thái bởi vì nhà em ở phía Bắc, trời rất là nóng vào mùa hè nên là máy Thái nó cao ráo hơn ấy, sẽ có cái khoảng cách lớn với cái trần nhà thì sẽ giúp chống nóng cực kỳ tốt. Dù rồi là chi phí nó cao hơn máy Nhật nhưng mà nó rất là xứng đáng nếu mà được xây dựng ở ngoài phía miền Bắc đấy. Ví dụ nếu mà được cho tặng một cái vé đi Nhật chứ đi Thái thì em đi nước nào? Em đi Nhật chứ. cô gái rất là yêu nhà máy Thái nhưng mà muốn đi Nhật đi mọi người. Đã, đúng rồi, cảnh ở bên Nhật rất là nên thơ luôn. Không, nhưng mà không sao, bắt tay anh cũng muốn đi Nhật. Dạ, hẹn anh một ngày là đấy. Dạ, em chắc em sẽ chọn nhà máy Thái ạ. Chọn nhà máy Thái? Dạ. Mình nghĩ là mình thích công trình hai tầng máy Nhật hơn. Và đặc biệt là những công trình máy Nhật hai tầng của Mark Home thì rất là đẹp. Dạ, nếu như mà không bàn về giá, nếu như là gu không á, thì chắc em sẽ chọn máy Thái. Nếu mình có tầm tài chính đấy thì mình sẽ chọn máy Nhật. Vì mình thích cái phong cách của phong cách máy Nhật đấy, của người Nhật đấy. Nếu như mình có 1.5 tỷ 2 tỷ thì mình sẽ chọn máy Nhật. Vì máy Nhật nó có nguồn gốc từ Nhật Bản nên nó phong cách nhẹ nhàng tinh tế nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Với cùng diện tích và công năng thì máy Nhật nó sẽ rẻ hơn. Xin giới thiệu với quý vị, đây là anh Hảo đến từ phòng thi công của Mark Home. Em chào anh. Xin chào anh Diệu. Anh ơi, hôm nay có một câu hỏi nho nhỏ đố vui nha anh. Không biết là ví dụ như tự dưng bây giờ mình có khoảng 1,5 đến 2 tỷ đi, thì anh muốn xây nhà máy Nhật hay là máy Thái? Riêng anh thì anh thích xây máy Thái. Nếu như mà tài chính của anh có 2 tỷ thì anh sẽ alo ngay cho Mark Home, thiết kế cho anh ngay một cái ngôi nhà máy Thái và thi công trọn gói luôn cho anh. Thứ nhất, anh thích cái máy Thái ở đây là nó cao, nhìn cái ngôi nhà nó bề thế. Và nhất là cái chỗ mà thu hồi hình chữ A ấy, đấy, thì mình có thể là trang trí những cái họa tiết hoa văn phù điêu ở trên đấy, hãy nhìn nó tăng thêm cái vẻ nhấn nhá cho cái ngôi nhà. Và đặc biệt là cái ngôi nhà mái Thái ấy, thì đi đâu thì nó cũng sẽ hơn là cái ngôi nhà mái bằng và mái Nhật, là cái mà cái trang trí mặt tiền ấy thì nó sẽ trang trí được nhiều hơn và cái điểm nhấn thì nó cũng nhiều hơn và nhìn cái ngôi nhà nó cũng đẹp và cao bề thế hơn rất nhiều. Anh Hảo thì cũng đã có rất là nhiều năm gắn bó trong ngành xây dựng rồi, thì ví dụ như bây giờ cũng đang có một khách hàng cũng tầm tài chính đó và đang vân vân là không biết là nên lựa chọn loại máy nào, ưu điểm như thế nào, thì anh có thể chia sẻ thêm để mọi người khi mà xem xong video này cũng sẽ bớt lăn tăn phần nào không anh? Nếu như mà cái này thì nó cũng tùy thuộc vào là cái nhu cầu của khách hàng cũng như là cái khả năng tài chính của khách hàng. Thì thứ nhất là anh phải tiếp thu là xem là cái tài chính của khách hàng bao nhiêu đấy để anh tư vấn cho khách hàng lựa chọn cái mẫu nhà mái Thái hoặc mái Nhật làm sao cho nó phù hợp, cũng nhất là cái mà cái khuôn đất của người ta nữa, xem là có phù hợp với cái mái Thái đó hay là cái mái Nhật đó thì mình sẽ tư vấn cho khách hàng một cách nó chính xác nhất và lựa chọn cái tài chính cho nó ok nhất.
Thường thì khuôn đất như thế nào xây mái Nhật đẹp mà khuôn đất như thế nào xây mái Thái sẽ đẹp hơn anh? Nói chung là nếu như mà về cái chiều rộng mặt tiền ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng là 15 mét. Đấy, và cái chiều dài thì nó tầm khoảng là 30 mét. Đấy, thì nó sẽ có cái khoảng sân rất rộng. Đấy, ngoài ra là có cái mà tiểu cảnh sân vườn ấy. Đấy, rồi cộng hàng rào thì nó nhìn nó cũng là bề thế hơn và nó sẽ là cao thoáng hơn. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Vậy là sau một hồi di chuyển từ tầng 1, tầng 3 đến tầng 4 của các hôm thì câu hỏi của chúng ta thì cũng đã nhận được rất là nhiều câu trả lời và kết quả chung cuộc đó chính là mái Nhật sẽ được 7 phiếu và mái Thái 7 phiếu. Wow, vậy là hòa. Phải nói là một kết quả rất là bất ngờ. Mục đích là ngày hôm nay chúng ta làm một cuộc khảo sát nho nhỏ để xem là mái Nhật hay mái Thái được yêu thích nhiều hơn, nhưng mà đến kết quả cuối cùng thì vẫn không thể tìm ra được đáp án. Đúng rồi, nhưng mà cái điều này thì nó chứng tỏ là cả hai cái dạng mái đều rất là được chuộng trên thị trường. Đó cũng là lý do mà video của Mark Home thì quý vị thấy ha, một nhà mái Nhật, một nhà mái Thái lúc nào cũng rất là nhiều ha. Vậy thì bây giờ còn một phiếu sau đây ta, làm sao để mà lựa chọn đây? Giờ sao đây Diệu? Thì em nghĩ là phải tìm thêm một tìm người thêm một nào người đó nữa. Để mình hỏi. Tìm ai đây? Đây! Đúng rồi, làm sao mình quên được cameraman, kim youtuber, kim tiktoker mới nổi công ty đúng không Diệu? Bây giờ nhờ anh quay phim hãy trợ giúp giùm anh Diệu và Nhật An xem là anh sẽ chọn mái Nhật hay là mái Thái nha. Đúng rồi, nhờ cameraman Phan Thái Cường, bây giờ anh hãy lựa chọn mái Nhật hay mái Thái. Công tâm nha anh, suy nghĩ nha, bây giờ 1, 2, 3 lựa chọn nha. 1, 2, 3. Công tâm mà nói thì anh thích mấy bạn hơn. Nhưng mà nếu mà nếu mà làm thâm niên ở Bắc Hôm mà được công ty tặng nhà thì chắc là anh sẽ chọn mái Nhật. Mái Nhật. Vậy là 8-7 đúng không nào? Vậy là ngày hôm nay thì mái Nhật đã chiếm ưu thế hơn. Rồi cũng được đi, vậy thì vẫn có tỷ số đúng không? Chứ hòa quá thì khán giả xem tưởng mình cơ cấu. Vậy thì thật sự là gu của quý vị thì như thế nào? Lựa chọn mái Nhật hay mái Thái thì hãy comment ngay bên dưới video của chúng tôi nhé. Và nếu như mà quý vị vẫn còn đang thắc mắc hoặc là có những điều băn khoăn muốn được giải đáp thì hãy liên hệ với Mark Home qua các số hotline 096-445-8888 hoặc là 082-813-3333. Sẽ luôn có đội ngũ túc trực sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho quý vị. Và đừng quên nhấn like, subscribe cho thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Và dù là mái Nhật hay mái Thái thì muốn xây nhà thì hãy liên hệ ngay đến Mark Home. Còn bây giờ thì Nhật An và anh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.